Đây là chương trình Sống Đúng Chánh Pháp, một nhu cầu căn bản của đời sống. Mỹ Yến Nhật Linh xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Hôm nay Thượng tọa Viện Lý Chị Diệu Hạnh cùng Nhật Linh sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị một số giáo pháp căn bản của Đức Phật, và đặc biệt hôm nay chúng tôi sẽ nói về ngài Phật thành đạo. Dạ thưa thầy, đó là bây giờ hiện tại với cái thời không khí Tết hôm nay, tất cả mọi người chúng ta đang nôn nóng để chào đón Xuân Tân Mão, và chúng ta cũng không quên một cái ngày cũng rất là quan trọng trong tháng Chạp của mỗi hàng năm, đó là ngày Phật thành đạo. Thì xin thầy cho chúng con được biết ngày Phật thành đạo có ý nghĩa gì thưa thầy? Cảm ơn cô Nhật Linh, thưa quý khán thính giả. Ngày Phật thành đạo có nghĩa rằng là ngày Đức Bồ Tát nhất sanh bổ xứ chứng thành đạo quả. Thì ở đây đó, chúng ta cần phải biết rất rõ về cái học thuyết tam thập. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới nắm vững cái thông điệp mà Đức Phật đã thị hiện trong những cái lúc ngài đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn vấn đề qua hai cái khía cạnh, hai cái mặt, mặt bản môn và tích môn. Khi mà nói đến bản môn là nói đến một vị Phật mà đã thành đạo từ vô lượng kiếp. Khi nói đến tích môn là nói đến Đức Phật lịch sử. Đức Phật đã thành đạo cách đây trên 2.500 năm tại Ấn Độ, ở dưới gốc cây Ashoka, gọi là cái gốc cây mà sau này đó người ta chuyển thành cái cây Bồ Đề, tức là Bồ Đề. Thì trước đó là Tất Bát La. Thì sau 6 năm tu hành khổ hạnh đến nỗi chỉ còn da bập xương, thì thưa quý vị, Đức Phật đã tri nhận rằng với cái phương pháp khổ hạnh như vậy không thể giúp ngài đạt đạo. Chính vì vậy mà ngài đã khước từ cả hai cái thái cực mà chúng ta tạm gọi là quá khổ hạnh hay là quá ham đắm về dục lạc. Ngài đi cái con đường trung đạo, sau 49 năm thiền tọa dưới cội Bồ Đề thì ngài đã chứng thành đạo quả. Khi mà nói đến tam thân thì chúng ta thấy rằng có ba loại. Loại đầu tiên là pháp thân, tức là Dhammakaya. Dhammakaya là một cái thực tại mầu nhiệm mà nó có mặt một cách hằng bình, không bị chi phối bởi cái luật vô thường. Nó là một cái gì bất biến, mình không có thể sờ mó, mình không có thể nhìn thấy, nó không có màu sắc, không có hình tướng, kể cả tên gọi. Bởi vì Dhammakaya là một cái giả danh thôi, một cái tên gọi để chỉ về một cái thực tại siêu việt. Cho thực tế ra thì pháp thân thì không thể dùng bất cứ một cái tên gọi nào của thế gian để mà mô tả một cách trọn vẹn. Nói đến báo thân, mà trong kinh Kim Quang Minh còn nói đến là sắc thân, tức là Rupa Kaya. Báo thân tức là Vikaka Kaya. Đây là cái thân mà được hình thành bởi những cái công đức, bởi những cái khả năng tu tập từ giới định huệ, những cái công đức được tích lũy từ vô lượng kiếp. Nó tương ứng với những cái nhân mà Đức Phật đã hành trì, cho nên nó có một cái thân hình rất là phước tướng trang nghiêm. Mà nói đến hóa thân hay là ứng hóa thân, tức là nói đến cái Nimaka Naya Kaya, là đây là một cái thân mà nó tùy theo cái nhu cầu của chúng sinh ở mỗi một quốc độ. Ngài có thể ứng thân như thế này, cái thân hình như thế kia, giống như ngài muốn giáo hóa chúng sinh nơi cái cảnh giới ta bà này, thì ngài phải ứng hiện thành một cái thân của một con người giống như tất cả mọi người. Còn nếu mà ở một cái cõi khác thì ngài ứng hóa thân bằng một cái hình mà nó rất là gần gũi để có thể tiếp cận được với những cái chúng sinh của những cái thế giới đó mà ngài
thi thiết cho cái phương tiện thiền xảo để mà cứu độ cái nỗi khổ của tất cả những cái chúng sinh ở cái cảnh giới đó. Dạ xin cảm ơn thầy ạ. Dạ xin thầy cho chúng con biết là ngày Đức Phật thành đạo đã xảy ra ở đâu và ở cách đây bao nhiêu năm thưa thầy? Cảm ơn cô Triệu Hành. Đức Phật thành đạo ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, Bodhicitta, ở tại Ấn Độ, và cách đây là trên 2534 năm. Và cái nơi mà ngài thành đạo đó, sau khi mà Đức Phật thị tịch vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, thì vua Ashoka, tức là A Dục Vương, đã xây dựng một cái tháp mang tên là tháp Đại Giác. Và ngày hôm nay tất cả những cái du khách khắp nơi trên thế giới khi mà đến Ấn Độ để tham quan, đặc biệt là những cái phái đoàn hành hương, họ đều ghé lại ở nơi tháp Đại Giác, tức là Bồ Đề Đạo Tràng, để mà chiêm bái. Và đó là một trong bốn cái đồng tâm. Sở dĩ gọi là bốn đồng tâm là bất cứ ai trong chúng ta mỗi khi có dịp đến để chiêm bái thì chúng ta có thể nói rằng là cực kỳ xúc động, chúng ta không thể cầm được cái giọt lệ của mình, bởi vì trước cái công ơn giáo hóa độ sinh của Đức Phật là một cái gì nó rất là kỳ vĩ. Nếu mà không nhờ vào cái sự chứng đạo qua nhiều cái sự hy sinh của ngài thì chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta đã không thể tiếp xúc được với những cái giáo pháp mầu nhiệm có khả năng giải thoát mọi cái sự cố đau phiền não mà chúng ta đang đối diện trong mỗi một phút giây. Dạ, con cảm ơn thầy và con xin thầy được chia sẻ với quý khán thính giả được biết là sự hành trì của Đức Phật như thế nào mà Đức Phật đã được chứng đạo thưa thầy. Dạ, cảm ơn cô Nhật Linh. Thì Đức Phật trước khi mà ngài thiền quán, ngài thiền tọa thì ngài đã theo học nhiều cái pháp môn, nhiều cái đường lối khác nhau. Thực ra đó chỉ là một cái sự thể hiện thôi, chứ ngài đã thành đạo từ vô lượng kiếp. Thì khi mà ngài thấy rằng cái phương pháp khổ hạnh không giải quyết được những cái vấn nạn lớn mà ngài cần giải quyết, thì ngài đã tu tập cái pháp môn gọi là thiền quán. Thì ban đầu đó thì ngài đã chứng được cái điều mà trong kinh gọi là không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, rồi nói chung là trải qua 49 ngày ngài đã chứng được chính cái quả thiền như vậy, cuối cùng là diệt định thọ. Thì nhưng mà nếu mà chúng ta đi theo sách vở đó thì chúng ta có thể biện giải, chúng ta có thể trình bày bằng một cái ngôn ngữ mà người ta thường đã học hỏi qua, đó là trong ba canh. Thì cái canh đầu tiên đó ngài chứng cái gì? Ngài chứng về túc mệnh minh. Với cái túc mệnh minh này là ngài có thể thấu triệt tất cả những cái kiếp quá khứ của chẳng những đối với bản thân ngài mà đối với toàn thể muôn loài chúng sinh, ngài thấu triệt được một cách rất là rõ ràng. Thứ hai đó, ngài chứng thiên nhãn minh. Ngài có thể nhìn thấy và tri nhận một cách toàn triệt, một cách rốt ráo về cái bản chất của mọi hiện tượng, về cái thật tướng, thật tánh của muôn sự, muôn vật. Và cái minh thứ ba là gì? Là lậu tận minh. Ngài đã thấy được tất cả những cái gốc rễ của những cái phiền não, những cái khổ đau, nguyên nhân nào đã tạo nên những cái phiền não và cái thực trạng của phiền não như thế nào, bằng phương pháp nào để có thể đoạn diệt phiền não và chứng đắc quả vị giải thoát niết bàn, chẳng những đối với bản thân ngài mà đối với tất cả muôn loài chúng sinh từ vô lượng vô biên ở quá khứ cũng như xuyên suốt vị lai. Nói chung là qua ba cái canh, từ canh 1 cho đến cái canh cuối cùng, ngài đã chứng được ba cái minh mà chúng tôi vừa
vừa trình bày. Dạ, xin cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, vậy sau khi Đức Phật đã thành đạo thì bước đầu tiên là lại bước gì thưa thầy? Xin thầy cho chúng con biết ạ. Cái đầu tiên mà Đức Phật thực hiện sau khi Ngài thành đạo đó là tìm đến với những người bạn đồng tu trước kia để mà cứu độ họ. Bởi vì những cái vị thầy trước đó đều đã không còn được, cho nên Đức Phật đã tìm đến với năm anh em của Ngài Kiều Trần Như. Và chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này với quý vị. Nhật Linh xin quý vị hoan hỷ đừng rời màn ảnh. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài.